Chào các bạn tin nhanh 24/7. Accenter 150 hầm hố bánh trơn theo kiểu xe đua ở Sài Gòn. Chiếc Accenter 110 được độ theo phong cách đường đua nhờ những chi tiết rườm rà điệu đà được loại bỏ. Những phụ kiện đáng chú ý trên xe là cable MPV, lốc máy kiểu nồi khô, cuộc hành trình ngược upside down v.v. Ngoài bộ lốp có dạng trơn theo kiểu xe đua, dàn áo cũng được chủ nhân trau chuốt thiết kế bộ tem. Nổi bật ở hai bên yếm xe là lá cờ Mỹ, cùng với những thương hiệu phụ kiện xe máy nổi tiếng. Đèn xi nhan được sơn khói khá ngầu, đèn pha được loại bỏ, thay vào đó là đèn LED đặt ở vị trí xi nhan trên xe zin. Cụm tay lái được làm mới hoàn toàn, cụm phanh hiệu Rebo, ốc kiểu, tay phanh đổ lại là những món đồ chơi đáng chú ý ở phần đầu xe. Đồ chơi trên xe cũng được kết hợp rất hài hòa, không rườm rà, mặc dù cũng rất nhiều đồ độ. Bánh trước và sau lắp bộ vành xi màu vàng rất nổi bật, cặp phục Hoylin dạng hành trình ngược upside down, đường kính lớn và heo dầu 4 piston. Điểm nhấn ở phần xe là ốc lốc máy theo kiểu nồi khô bằng nhôm, gia công bằng phương pháp cắt CNC, hệ thống phanh sau heo dầu Prado, đĩa răng cưa, ống bô MPV, bọc sợi carbon fiber, về sau được loại bỏ, thay bằng phát biển số nhỏ gọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.